Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lê Văn Lực. Và tiếp theo trong cái video hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý anh chị và các bạn một cái dự án mới. Đây là cái dự án OCB Blockmark, đây là một cái dự án mới ra và có một cái tiềm năng rất lớn hiện nay. Và video này tôi sẽ hướng dẫn mọi người cách để chúng ta đăng ký một cái tài khoản miễn phí ở cái dự án này để kiếm được 10 đô la từ cái dự án này. Rất là nhanh và cái việc đăng ký cũng rất là đơn giản thôi. Bây giờ chúng ta sẽ xuống dưới cái phần mô tả của video, chúng ta bấm vào cái link tôi để dưới cái phần mô tả để chúng ta cùng đăng ký một cái tài khoản này. Ở trên này để đăng ký thì có hai cách để chúng ta đăng ký cái tài khoản. Thứ nhất là đăng ký bằng số điện thoại. Nếu như mà đăng ký bằng số điện thoại thì chúng ta sẽ điền số điện thoại của chúng ta vào đây và người ta sẽ gửi cho chúng ta một cái tin nhắn để chúng ta điền cái tin nhắn vào trong này. Đây. Và điền mật khẩu của chúng ta vào, sau đó là bấm vào nút đăng ký ở dưới này là xong. Tuy nhiên thì tôi sẽ đăng ký dự án này qua mail. Thì ta bấm xong cái phế bên này, là đây là mail, thì tôi sẽ điền địa chỉ mail của ta vào. Rồi, còn đây là cái mật tiếp theo là cái mật khẩu. Rồi. Đấy, nhập lại mật khẩu một lần nữa. Rồi sau đó ở dưới này là chúng ta sẽ bấm vào cái chữ, bấm vào cái ô vuông nhỏ nhỏ ở này. Rồi bấm vào sign up vào đây. Rồi ở trên này hiện lên một cái thanh như thế này thì chúng ta thấy là chúng ta cầm cái chỗ này chúng ta kéo sang nha. Đây có cái mũi tên này, rồi kéo sang bên này thì chúng ta bấm vào này giữ và dê con chuột sang đến bên như thế này là được. Đấy, như thế là ta đã đăng ký thành công. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ vào mail để chúng ta verify tài khoản này. Đây ta có thể dịch sang tiếng Việt để cho hiểu rõ hơn. Mail xác thực, hệ thống đã gửi một liên kết đến mail các bạn, vui lòng đăng nhập mail của bạn và hoàn tất xác minh. Đấy, bây giờ ta sẽ vào mail để chúng ta hoàn tất cái bước đăng ký này. Đây, sàn Coinbase đã gửi cho chúng ta một cái mail để xác thực này. Đây, chúng ta mà không biết thì chúng ta lại chuyển sang tiếng dịch sang tiếng Việt để chúng ta xem nha. Xác minh mail Coinbase. Bây giờ bạn đang xác minh địa chỉ mail của mình trên Coinbase. Vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây để hoàn tất xác minh. Thì chúng ta bấm vào cái chỗ này để chúng ta hoàn tất cái xác minh. Đấy, chỉ việc đơn giản như thế thôi là đã xong rồi. Này, ta chuyển sang tiếng Việt để xem này. Đây, kích hoạt tài khoản thành công rồi. Bây giờ ta sẽ đăng nhập lại vào cái tài khoản của chúng ta. Ta bấm vào đăng nhập này. Rồi đăng nhập bằng cái mail của chúng ta vừa mới đăng ký. Rồi đây là nhập cái mật khẩu vừa đăng ký của ta vào. Rồi bấm vào login ở đây. Rồi tiếp theo chúng ta lại bấm cái này để chúng ta kéo nha. Để hiện bốn cái mũi tên như thế này, chúng ta bấm giữ và kéo sang đằng bên phía bên phải. Rồi. Cho nên là các bạn hãy đăng ký nhanh cái tài khoản này, bởi vì đây là một cái sàn vừa mới ra đời, đang có một cái xu hướng rất là hot và có một cái tiềm năng rất lớn. Các bạn là những người đi trước nên các bạn hãy đăng ký nhanh thay để có thể kiếm được tiền nhiều hơn với cái dự án này. Nên là bước thứ nhất là đã đăng ký xong rồi. Và đến cái bước thứ hai là chúng ta sẽ blockmark OCB yêu cầu chúng ta là trả lời 5 câu hỏi. Nên là tôi sẽ copy cái link này ra đây chúng ta mở. Đây,
chúng ta có thể là chuyển sang tiếng Việt để chúng ta ta xem đây. Blockmark OCB này ra mắt Blockmark OCB để chào mừng việc trao đổi tiền tệ trực tuyến hoàn thành. OCB hãy trả lời câu hỏi sau để giành được số token trị giá lên đến 10 đô la. Thì cái phần này chúng ta có thể là chúng ta đọc hay là không đọc cũng không sao cả. Đây là cái thứ nhất, đây là tổng số mã thông báo Blockmark đã phát hành là bao nhiêu. Thì ở trong này thì tôi cũng có cái phần để cho chúng ta trả lời rồi. Đây, thứ nhất là câu thứ nhất là 60 triệu. Để chúng ta bấm vào cái ô thứ hai đây. Và câu thứ hai là Blockmark khi nào bắt đầu bán thì chúng ta cùng xem câu trả lời ở trong này. Thứ hai đây là tháng 7 năm 2019 này. Đây, cái dòng thứ hai. Rồi giá cuối cùng là bao nhiêu? Giá cuối cùng là bao nhiêu? Ta xem câu trả lời là 0,9 đô. 0,9 này. Rồi điểm nổi bật của dự án Blockmark là gì? Thì chúng ta điền cái ví blockchain, chuỗi chéo và thẻ thanh toán. Chúng ta bấm vào cái ô đầu tiên này. Rồi Blockmark gần đây đã được bấm vào số 3 ở đây. Tài khoản dòng tiền tệ đầy đủ Coinbase của bạn, tài khoản của bạn, tức là đây là cái tài khoản của chúng ta. Chúng ta điền cái tài khoản, cái mail của chúng ta đăng ký vào đây. Rồi sau đó là chúng ta bấm vào gửi này. Rồi hoạt động thành công, chúng tôi đã chấp nhận. Đấy, như vậy là chúng ta làm xong cái bước này là đã thành công rồi. Rồi thì chủ yếu là có tất cả là bước 1, bước 2. Có hai bước thì chúng ta bước đăng ký làm xong. Bước thứ hai là Blockmark yêu cầu trả lời 5 câu hỏi thì chúng ta cũng đã trả lời xong. Và công việc của chúng ta bây giờ là chúng ta sẽ chờ đợi để nhận 10 đô la tiền thưởng từ cái dự án này. Và trong cái video sau thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta nhận 10 đô la tiền thưởng này như thế nào, và chúng ta sẽ rút về và bán các cái đồng tiền này để kiếm về 10 đô la cho chúng ta như thế nào. Và nếu như có những vấn đề gì mà thắc mắc thì quý vị hãy để lại lời bình luận bên dưới của video và tôi sẽ phản hồi lại giải đáp các bạn trong các cái thời gian sớm nhất. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo của chúng tôi.